Bạn đang tìm kiếm ghế cà phê chất lượng cao và đẹp mắt để thỏa mãn nhu cầu của bạn? Hãy để Nội thất Đức Thông Dĩ An giới thiệu với bạn sản phẩm ghế cà phê đan dây dù mã GCF02439 tuyệt vời của chúng tôi. Kích thước tổng thể của ghế: bề ngồi cao 440mm, lưng cao 850mm, rộng 550mm. Ghế được đan bằng chất liệu dây dù bền bỉ và thoải mái. Chất liệu này không chỉ đảm bảo sự thoải mái khi ngồi mà còn mang lại vẻ đẹp độc đáo cho sản phẩm. Bạn có thể lựa chọn giữa nhiều màu sắc khác nhau để phù hợp với không gian và phong cách của bạn. Chân gỗ chắc chắn là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra vẻ đẹp sang trọng cho sản phẩm. Chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ cao cấp để đảm bảo sự bền bỉ và độ ổn định của sản phẩm. Bạn có thể yên tâm rằng các sản phẩm của chúng tôi sẽ kéo dài theo thời gian. Nhựa ngồi Simili cao cấp là một yếu tố quan trọng trong việc mang lại sự thoải mái và êm ái khi ngồi. Chúng tôi cung cấp các loại nệm ngồi Simili cao cấp với nhiều màu sắc khác nhau để bạn có thể lựa chọn phù hợp với không gian và phong cách của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và đặt hàng sản phẩm ghế cà phê đan dây dù mã GCF02439 chất lượng cao. Chúng tôi cam kết mang lại không gian thoải mái và sang trọng cho quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hoặc ngôi nhà của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội này.